là một trong những giải thể thao được tổ chức sớm nhất trong điều kiện bình thường mới, giải Golf Thành Nam 2022 với gần 150 golfer tham dự. Sẽ có 17 giải thưởng được trao, tổng trị giá giải thưởng gần 1,5 tỷ đồng. Giải Golf Thành Nam 2022 được khai mạc lúc 11:30 ngày 31 tháng 3 2022 tại sân golf Tràng An, Ninh Bình. Bế mạc và trao giải lúc 18:30 cùng ngày tại trung tâm sự kiện Golden 98 đường Đông A, thành phố Nam Định. Golf Thành Nam, đam mê và phát triển.